Hello, cả nhà hello. Welcome back Nhung Khoan Cuộc Sống Mỹ nữa anh em bà con quý vị. Chúc quý vị và bà con có một cuối tuần thật là vui tươi và hạnh phúc. Bữa nay em làm cá nục kho khô nha. Cái mẹo của cá nục kho khô mà muốn ngon đó là cái này là cái bước rất là quan trọng. Sau khi mình làm sạch và rửa muối, em thích ăn đầu em để đầu lại, rồi chỏng cái đầu nó xuống. Tại vì trong cá nó đông lạnh, nó còn nước đá ở trong đó. Thành thử mình để cho nó vừa tan đá là mình làm liền. Sự thật nếu mà mình kho liền bây giờ hoặc mình ướp ăn cá nó dở thì tại nó còn đá trong đó, nó tan ra thành thử nó không thấm. Cái con cá mình chẩm đầu xuống như vậy để làm chi? Để cho nó ráo thiệt là ráo. Tại vì khi mà nó ra hết nước thì mình ướp á, mình kho nó mới ngon. Còn nếu nó không ra hết nước thì nó vẫn dở. Thành thử khi con cá bỏ xuống như vậy rồi bà con chú bác mình đó đem đi bỏ tủ lạnh như không, để cho nó ra nó ráo hết nước. Mình thấy giữa miếng giấy miếng ấy nó ra nước nè đó, để cho nó ra hết con cá rồi mới xách đem đi ướp. Ướp xong rồi mới kho. Thì chương trình này bây giờ em để cho nó ráo nước đó khoảng cần chừng vài tiếng cho nó ráo thiệt là ráo, coi như cá nó sạch nó khô nó ráo hết rồi mình mới ướp, là nó rút cái gia vị mình nướng là kho con cá rất là ngon. Rồi, bắt đầu ướp đi. Em thấy hành phi, ớt, nước mắm ba cua, tiêu, đường vàng, rồi bắt đầu ướp. Lý do tại sao sắp cho nó đẹp như vậy, mình cần cái son lớn và cái chảo lớn nha anh em. Tại vì cá này mình không có trở được, mà khi mình bỏ vô mình kho đó, đặc biệt là không có bỏ nước. Thành thử nếu mà mình không sắp cho nó hai lớp vậy là nước nó không có lên trên được. Còn nếu mình kho cái son nhỏ là lớp trên mặt bảo đảm là nó không có thấm được. Thành thử lý do tại sao mình làm son lớn cho nó thoáng là như vậy. Giờ cái này mình ướp đường nè. Đường, tiêu, nước mắm. À, cái quan trọng là phải có ớt cho nó thơm. Nhưng mà ướp đây thì chỉ căn bản thôi. À, mỗi nhà ăn lạc mặn tùy theo, rồi thành thử mình cho nó theo tùy theo cái khẩu vị của mỗi nhà. Lý do không đổ nước lạnh là chỉ xài nước mắm này thôi là nó đủ rồi, cũng không có nhiều lắm đâu, nó thường thôi, là tại con cá nó còn ra nước sơ nữa là nó rút lại kẹo lại. Kho cá này rất là đơn giản, không có gì mà gọi là rườm rà hết. Đây là hành phi, đây hành phi. À, nhớ để rửa riêu, không có được áp, tại vì nếu áp nó sẽ khét lớp dưới đó. Tại vì như em nói từ đầu không có đổ nước, thành thử mình mà áp là nó không ra nước kịp là nó sẽ cháy cái son mình. Mà khi nó bị cháy rồi là cái mùi nó không còn thơm nữa, nó sẽ làm mất ngon đi con cá đục của mình. À, cái này bỏ vô hết tất cả một lần luôn đó, rồi bắt đầu mình riêu. Ớt này ngon lắm, nó không có cay nhiều đâu anh em đừng lo, nó the thôi rồi bắt đầu nó ngon, nó làm cho con cá mình nó có cái mùi thơm ớt rất là đặc biệt. Ok, như vậy là em đem ra son là em riêu đó, để cho nó kẹo lại, nó sắc lại, rồi mình rải tóp mỡ lên, cái nữa là tuyệt vời. Đây em giới thiệu sản phẩm luôn, đây là cá của Nhật. Đây con cá này nó rẻ lắm, mà nếu mà mình làm đúng cách đó mình ăn rất là tuyệt vời, rất là ngon. Thì đây cũng là cái đề tài thú vị để em chia sẻ nha. Cá này bán ở chợ, loại cá này nó khi mà mình chiên lên ăn với nước mắm tỏi ớt đó là nhức nách luôn, thì cứu mèo. Anyway, cái này mình cũng giống như cái kia, cái này nó ngon là tại vì mình phải để cho nó thiệt là ráo nước rồi mình mới chiên. Nhớ là con cá này ráo nước rồi mình chiên nó rất là giòn và ngon. Bắt đầu em chiên đây. Khi mà mình chiên giòn nó lên đó, mình ăn với nước mắm tỏi ớt, em bảo đảm đó, bà con cộng đồng mình mua về ăn thử đi. Bà con cô bác mình ở nội local gần đây là ra chợ Hồng Kông, chợ nào cũng có hết, là chợ Hiệp Thái. Đó là em đã cho nó ráo nước rồi, nó cũng còn hơi dăng nhưng mà không sao, nó dăng tự nhiên không sao hết.
nhớ khi nó giòn lên con cá này ăn rất là ngon, nó không cần phải cao lương mỹ vị gì đâu, con cá nào mà phải đắt tiền đâu, con cá này em thấy nó đơn giản mà nó cũng ngon rồi. Nhưng mà em có ăn rồi đó, bà con cô bác mình cứ thử đi, trong quá khứ có ăn rồi, nay mua ăn nữa nè. Đây là cá, thật sự em không biết con cá gì nữa, nhưng mà nó cá có nhịt, nó dài dạng như cá thu nhưng mà không phải cá thu, nó ngắn thôi. Ok, giờ em bỏ vô, em thấy nó hơi văng, giờ em tiếp tục tìm cách để em bỏ vô cho hết nè. Chia sẻ nếu mà ai chiên cá này trong nhà đó thôi đừng ăn, tại vì nó văng dữ lắm. Này em chiên ngoài bếp nè mà nó văng em né, nãy giờ giống như là bị bắn tỉa vậy đó. Thành thử ai mà chiên trong nhà em nghĩ thôi đừng ăn cá này nha, em báo trước là nó văng ghê hòn lắm, nó đổ thịt nó ra đó. Để không biết là mai mốt quý vị lấy kho em nói nó văng chịu không nổi luôn á. Rồi bắt đầu nổi lửa lên em, bắt đầu nấu đây. Kho chứ không phải là nấu. Cái này mình ốp xong xuôi tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ đó, ngoài 1 tiếng đi. Rồi bắt đầu em cho lửa lên, lửa lúc đầu là riêu thôi nha. Tại vì nãy em nói là không có đổ nước, thành thử nước mắm với tất cả gia vị nó chỉ sệt thôi. Thành thử anh em chịu khó là mình riêu nó đi, khi mà nước nó nóng lên, nó sôi lên, nó đầu mình nhích lên chút. Nói tóm lại kho khô này là em riêu thôi chứ em không có lửa mạnh được. Rồi bắt đầu chương trình em kho đó, bắt đầu sôi lần lần lên rồi đó. Cá em đang kho đây, em sẽ nhận order nha. Ai muốn order cá kho khô với cá chiên, em sẽ bao luôn nước mắm đó. Nếu cá chiên thì bà con cộng đồng nào muốn order thì em sẽ post trên Facebook rồi liên lạc với em. Em bán cá kho khô luôn với cá chiên, thịt nướng rồi giờ em nhảy qua tới cá kho cá chiên luôn. Em nhận ship xiên bang luôn nè. Nếu ai mà mua cá kho khô muốn ship xiên bang thì liên lạc với em ship luôn. Thành phẩm là đây. Đây là cá tuna để mình mua ở Costco về mình nấu cái nồi canh này đây. Nồi canh này rất là ngon. Cá tuna nha. Canh thơm với cái cà. Với cái chờ cái son cá hồi nãy là mình nấu xong luôn rồi đây. Thì đây là cá nục kho khô. Cái này là ngày chủ nhật mình không có đi đâu, mình ở nhà mình nấu ăn để thứ hai khỏi phải đỡ vất vả nghe không. Thì đây đó là chương trình đúng cuộc sống Mỹ đây. Cái này là em làm để em nói lên cuộc sống Mỹ đây. Rồi bên đây thì cái cá hồi nãy em chiên đó, cá nhật này nè, nó văng dữ lắm. Thành thử ai mà không thích thì đừng có mua chiên, nó văng lắm. Còn nếu ai không sợ thì chiên nó ăn với nước mắm tỏi ớt, chén nước mắm tỏi ớt mình cũng làm rồi, rất là tuyệt vời. Cái ớt nhà nè. Thì cuộc sống Mỹ là như vậy đó quý vị. Thì cuối tuần chủ nhật lo lật đật nấu ăn, thì giờ nó đã xong rồi, thành phẩm hết tất cả rồi đó. Thì em cũng muốn chia sẻ bà con cộng đồng mình, từ cái món kho, món chiên với canh. Thì cá này kho em nhìn thấy rất là bắt mắt nè, mà rất là ngon. Nếu mà anh em quý vị nào làm giống như vậy đi là em bảo đảm ăn ngon. Ok, em xin tạm biệt cái clip này ở đây, với cảm ơn quý vị thính giả mình lúc nào cũng ủng hộ em và tiếp tục like share. Cảm ơn, tạm biệt.